không đưa cả cái ống nữa. Thank you. Đẹp ghê. Bầy mây tan. Chị muốn cầm cái hộp hát kiếm về luôn không? Cầm làm gì? Hương ơi! Hương! Bây giờ Hương về Vĩnh Nghi à? Trời ơi, em chào chị. Anh nghe chị. Em gửi Hương hình cho chị rồi đấy. Bye bye con. Sai thế. Sai đi đường đấy nhanh hơn á. Về Vĩnh Nghi là bây giờ đi 2 tiếng 15 phút đến nơi. Xong rồi vụ về từ Vĩnh Nghi mà về Sài Gòn là chỉ có 4 tiếng mấy thôi. Ok, anh Dung đúng không? Đi đúng không? Ở đây anh chạy qua bên Vĩnh Thi là cũng dài. Đâu 2 tiếng mấy à? Đường nó đèo 25 cây. Không, em đi 2 tiếng mấy thôi, 2 tiếng mấy được. Nhưng mà sao mà từ Vĩnh Nghi mà về Sài Gòn là có 5 là có 4 tiếng mấy thôi, giờ đi cao tốc rồi. Thế mà chị đi bằng đây thì gần hơn. Từ đây mà về, bằng đây là về Sài Gòn đấy. Dạ. Bằng đường như vậy đó. Thế ta mới không phải đi đường mấy đó. Bằng đường đó đi qua đi về đấy chơi cho một chiều rồi bắt đầu về. Luis không ơi, Luis không chịu. Luis mệt. Lily, merci de ma part. Bye bye, em muốn nói cảm ơn. Thank you. Thank you. Lấy mẹ rồi. Kiến nữa rồi. Ba ơi, Kiến con đâu ạ? Thời tiết đẹp quá mọi người. Đúng rồi. À không đằng em bê thớt về cho chị đúng không? Ừ, mang cái đồ đi về để trong tủ cho ai ăn để cho nó. Ok. Em cho nhân viên. Ôi giời, đưa cái áo của Victor, đưa cái áo cho mẹ. Sao váy không mặc luôn cả bộ? Cái này cả bộ. Ui sao cổ áo con bẩn thế kia. Ê, cái áo cổ áo bẩn. Đi đi con. Con mặc bên trong cái gì vậy? Đưa mẹ về mẹ giặt cho nào. Ra đây mẹ. Con lên xe có chăn rồi. Bẩn lắm. Ô đẹp nè, bây giờ mới đẹp nè. Victor. Một cái áo của thì. Con lấy cái gấu ở trong phòng. Sáng chị lấy trong vali ra cho bé con. Có. Kiến ơi. Cái gì? Mặc cái áo kia chứ, cái áo này sao? Ôi được, cái lên xe nó không được à. Bẩn lắm. Được bà. Tuần sau bao giờ Louis đi Louis á, tuần nữa. Gì vậy Kiến?
Không sao. Đi nghe cha cha, đi kinh như lên nè lên. Ba gặp Victor đi, Vicky nghi bao nhiêu ngày? Đi chắc là đẹp luôn. Đẹp đấy. Hôm nay thứ mấy rồi? Nhất thấy, em ơi. Con muốn đi với Victor à? Hay cho con Trang đi cùng. Được. Được mà, cô Trang. Cô Trang được đi. Tại vì nó đi là phải có, nó đi phải có người chăm nó. Tại sao lại không có cô Trang? Kiếm. Phải luôn luôn có cô Trang để tắm rửa giặt đồ nè. Kiếm đi lấy gối ở trong. Là thứ hai chị về hả Hương? À, không phải gì vậy. Con mặc áo này cho sạch con ạ. Mẹ ơi. Thôi đâu không cần đâu. Cái gì? Để có. Không, con tôi lạnh cả. Đi lên cái kiếm kiếm muốn đi là Vĩnh Tuy. Hai chú kiếm đi Vĩnh Tuy. Hai kiếm đi Vĩnh Nghi vậy. Để con kêu cô Trang đi chung mẹ vô mẹ đó con kêu một con. Chứ tội nghiệp nó về một mình xe tội nghiệp. Tôi tưởng có ba về Sài Gòn. Không đi về rồi. Sao giờ kiếm muốn không? Nhưng con đang ốm nghẹt mũi này. Con cứ vậy mà. Ba đứa này đều bị như thế mà. Ba đứa đều bị. Bà có sao mấy thầy thuốc? Cũng bị ho luôn bà. Ba đứa cũng bị ho. Con hứa là con ngoan mà mất méo này. Thôi để mẹ về mẹ tính rồi. Tuần sau đi. Chưa ngày cuối thì không mang quần áo luôn không? Cứ đi về với ba mẹ nhé. Không ăn, đi về ba mẹ xong rồi là mẹ tính toán rồi đi tiếp nhé. Con về con nói ba đi, con ra xin ba. Bây giờ mẹ bảo Kiến này, Kiến cầm này đi cho cô Trang, kêu cô Trang bỏ vali đi. Không không, cái này mang về để giặt cho Victor một cái áo này đi, có Victor lại. Đưa mẹ bế này, mẹ thưa Victor. Victor nhá, để mẹ về mẹ tính toán rồi mẹ đưa bạn Kiến đi cùng sang nhé, vì ba mua chị, có hiểu không? Chị mũi ra này. Ok. Chị ra. Đưa. Ngồi nhẹ ra. Nhẹ ra. Con về nha. Ủa cái gì đấy? Cái gì đấy? Quay đi xem mà quay đi xem. Ủa dồi ôi, cất mũi à? Không. À con bị sứt mũi à? Thương mấy bông. Con nhớ mấy bông. Xinh quá. Cái to xinh quá. Về con nha. Này lúc này chúng mày đang hát này. Mà con chó đang khè tao. Đấy, đứng dậy. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ủa nhưng mà cái anh chàng kia đâu? Anh chàng mà quỳ. Ủa giờ sao vậy? À, rồi, mọi người. Đi Hải Tiên. Lên lên. Thầy tặng luôn hả? Cái này không phải thầy tặng nha. Cái này là vợ thầy. Dạ em đây. Đứng dậy mời mọi người. Mời mọi người vào chụp hình. Chụp hình nguyên nhóm nè. Cái này là vợ của thầy mà vợ thầy không biết chơi Facebook đâu nha. Con cúc lớp em, con cúc cục xúc nó báo. Nhưng mà cái bó hoa này rất là kỳ công nha. Cái hôm mình lên này có rồi nhưng mà bên ekip cất ở đâu ấy,
bên cái chỗ này là cách đâu em không nhìn thấy. Em mới nhìn thấy mình yêu cầu hôm qua anh kia bảo tìm cái bó bông này cho em. Có nghĩa là cô ấy phải thuê một cái người chở từ ngoài Đà Lạt, trung tâm Đà Lạt vào đây. Đây này, cái tiệm hoa này là tiệm hoa Bình An này. Có nghĩa là cô rất cẩn trọng. Gia đình cố nghệ sĩ, nhân dân nhé. Thầy em mất lâu rồi. Vô chưa? Vô. Nhờ mẹ kìa. Nhờ mẹ chụp một tấm không? Căng vậy. Mẹ nào? Mẹ của đang. Ok ok, vô. Tất cả vào đội hình đi. Ai nè em, ai đàn ông nè. Ai đàn ông? Tao đây không đàn ông luôn á. Vô. Cái em lui giữa đi để làm để cho người ta. Hiểu rồi, đứng vô đi. Ủa thế là ai đàn ông là kìa. Nhờ bé Na chụp giùm. Hiểu không? Na ơi giùm cô. Cô chỉ tin cháu thôi chứ cái mấy cái dạng này thôi. Dạng Quách Thị Hiếu này chụp hình thì một điểm. Vô. Biết rồi, đang canh góc. Em thấy này. Nếu mà muốn đẹp nha, đứng bên này mới được. Đi ngược sáng. Rồi. Rồi vào đi, canh góc. Phải bên này thì mới thấy sáng, bởi vì bên này đang bị ngược sáng, tối mặt. Rồi đó, chỗ này đẹp đó. Mẹ chó. Cười hỉ. Thằng chó Duy không bao giờ có mùa xuân đây đâu. Vô cũng vô chứ. Đây. Bị nhắc hơi chưa nói chuyện. Từ từ, canh góc. Rồi nè, na đây, máy đây. Máy tôi. Từ từ nha. Đấy. Hiếu vô đi. Chờ tí nha. Ôm tao, ôm tao, ôm tao. Nó bị là cốt mà. Ủa, bé nào chụp vậy? Ủa, bé nào? Bé nào? Nó đang đứng mình đi, chú Cang chụp chân. Chú đứng mình rồi, chú. Thôi, được chân, được chân. Chú đứng. Ok, vậy thôi. Ai biết chỉnh hình chỉnh đi. Đạt chỉnh hình đi. Đứng mình đi. Hai, hai, hai. Hai. Cứ để xe 45 chỗ ra ngoài trở về nhà chị. Anh Dũng nói là xe 45 có theo mình ăn chưa không? Có chứ. Rồi có hẹn chỗ ăn chưa? Rồi giờ gia đình mình rồi. Không, trên đường dọc về là anh Dũng sẽ biết. Bây giờ anh Dũng, bây giờ mình lên xe anh Dũng chở gì không? Tùy. Kiến mà không, để Kiến với cả Trang lên xe anh Dũng đi. Mình ngồi xe lớn à? Mình ngồi xe lớn chứ. Ba cầm với mình bình bông cho em. Đi thôi. Đẹp rồi. Lùi lại đi. Không. Em sẽ đi với chị Hiếu. Chờ tí nha. Con mày đứng ngang về mới đẹp. Rồi. Đúng chỗ mới đẹp. Đúng rồi. Không, cái nắng nó đang bị che cái nón nó che mặt rồi. Rồi, đẹp. Bê lên xe đặt vào cốp sau của xe 7 chỗ của mình bao. Cái bầu bông mày mang về. Ôi, bye bye chị mình.
Ê, Đạt, Đạt, coi nhầm chị sách chị. Đúng rồi, Đạt, Đạt sách cái túi Gucci với cả cái này, này. Cái này để vứt lên xe 7 chỗ. Rồi cô về mạnh khỏe nha. Bye bye chị Hiếu nha. À, chị chăm sóc Việt Anh nha, sắp chết đến nơi rồi. À, à cái mấy cái dù á vứt vào xe 7 chỗ. Không không, em mang hết về đấy. Không. Không qua kéo lại nha. Đừng sạc cái tí của anh rồi đâu. Cái chứng bệnh hay quên đó. Bye bye.